mà tìm cái này cho nó tới sáng. Không thì ghê gì. Nó đau. Chứ gì sao đau được. Chứ kiểu có phước, phước không gì. Ngọt. Không ai hỏi hay gì là bữa nay có hỏi gì không, hỏi gì cho là luôn cho một ngày mà chị đo tốn về chuyện hai lần tăng tốt mà bây giờ em cho mấy khỏe rồi đó khỏe hả khỏe qua những giai đoạn đau đớn con sắm đi ngồi cạnh bùn hà đại cá đừng la mệt làm đó trong tấm hình à. Anh nhớ nhớ nha chồng, nhớ chồng tôi nha. Á à, cổ thân nó mập rồi. Đó, vô luôn mà chi leo. Em quay vào mảnh nhạc lớn chứ nha. Trời mưa này nghe ở khu trọng giám in em cũng bị như em mà. Vụ trên khiếp nghe mày nghe cái thịt ướt ướt chím hơi gió ướt ướt chứ không có lửa tên lượt chữ ớt ớt mố chí ha. Nói gì cũng hiểu à. Anh em chia sẻ lý dùm chung nha. Thank you.
đang học viện có tế không anh Trung? Không có tế em ơi. Phiên Sơn chào anh Trung. Chào em. Chào anh Tây nha. Mấy anh em xem chia sẻ lý mình Trung nha. Chia sẻ tối anh phát kẹt. Chia sẻ tối phát kẹt nữa hả? Ờ, giống như là nó mất quay rồi đó. Tối không phải căng nó chửi nữa, biết đâu. Bò Oni chào idol. Đăng học viện chia sẻ. Cảm ơn Tuấn nhiều nha Tuấn. Mấy anh em xem clip có lòng rồi chia sẻ cùng chung nha. Chúng cảm ơn nhiều. Phin Sơn, em chia sẻ tụi tăng cạp em nha. Tối im luôn rồi. Tối im luôn. Tối im luôn. À, tóc ra wifi đồ tóc hết. Qua nói coi cái gì xó thì quỷ vậy đánh bóng giữa à coi đánh coi cái ông ấy đánh đặng ngọc tỉnh ngay mua cũng làm hình phơi lý hại nữa. Không là em ơi. Phiên Sơn đã chia sẻ thành công. Cái chất mực của Dynamic chính hãng hay thiệt chứ. Mực không mịn à. Đúng rồi. Nó là cái chất xám nó đẹp lắm. Mà hả, nó tô đen cũng ghê đó nha. Tô đen có mực rồi. À, cái màn Dynamic mà tô mực đen á, nó đỉnh lắm. Huyền Sơn thẳng này em trúng mờ. Event toàn sắm free không ta ơi. Đăng học kênh muốn được làm hình free thì như thế nào mới được hả anh? Đẹp trai quay to là được em. Qua ngủ với anh đêm là được à. Thấy khách đẹp trai không? Qua học khách rồi. Đẹp trai một số. Mà cái khách nhất tới đó. Bị đông hoa quá trời luôn. Mà được cái hình đó đó. Đang hấp dẫn chơi đẹp trai thì có phải khoái to nữa hả? Cắn quả anh Trung ơi. Mới giỡn chứ em muốn phi hình gì á thì anh bóp cho anh nha. Ê à, có gì nhắn tin cho anh đi.
học sinh ok em. Còn là 10%. Cái gì nó đang hết pin nó hả? Sao có bảo là làm gì nó hết pin rồi, khổ ghê vậy. Có một sạc có lấy sạc. Đang nói phải mới thấy video rồi cán thì 1 giờ trước mà đánh cũng xong qua tô màu luôn nhanh về anh. Đánh thì khách chịu đau tốt là nào anh đánh tốc độ vậy á. Tại hình cũng nhỏ mà hổ quá rồi. Thank you.
Đang ngọc tuyến, nếu được anh làm hình story mà em không chịu đau được, em mua tê của anh ủ anh đánh cho em, không? Nó mới làm mua tê em ơi. Nam Blue định bỏ kiếm bao nhiêu để anh? 15M1 em ơi. Đăng tỉnh không tê. Wow, chắc búng rồi, hi hi. Dinh phân cho bạn khác thôi. Hỏi thăm mà thôi vậy em. Hỏi bạn này coi anh Thâm có đau không? Đụng thâm nhẹ lắm, đụng thâm rất là sướng. Giờ mình ngủ 5 giấc rồi. Đâu có xâm vô cái đó đâu. Ê, nhưng mà là ảnh hưởng vùng nét thị thụn quá. Đăng lắm tỉnh. Coi chứ đã đó em ơi. Anh xâm này có thấy đau gì đâu. À. Đặng Ngọc Tuấn không đau tí nữa, đừng có xỉu nha, anh bị sắm. Cách gì đau tốt lắm, Tuấn ơi. Tỉnh phát và ri một tay điên. Nắng gì nó hiểu gì chưa? Quỳ quỳ một tay. Muốn cái gì nhắn tin gì. Có nhiều người á. Đen cho mình để cái hình như chữ giá, một chữ một giá thiệt. Đồng ý mình làm phi thiệt, nhưng mà nó tôn trọng mình chút xíu chứ.
hết bánh mứt, anh định tu mi hay dynamic bánh trúng. Anh nắm dynamic rồi mà tướng ơi. Mực chính hãng nó ra cái chất xám đẹp lắm em. Bạn có quyền chia sẻ cho nhiều người xem cho vui anh em ơi. Mấy anh em chia sẻ clip nhìn chung với nha. Cảm ơn anh em nhiều nha.
đang học bên tú liên tục hình nơi sống hoàng mỹ dơ nửa anh chúng. Cái này trong thỏa thuận em làm có 5 tiếng nè. Chứ làm trong thời gian 5 tiếng mà nghỉ. Đây chiều anh còn có khách nữa.